Kể từ khi thành lập vào năm 1865 thì HSBC đã trải qua rất nhiều thăng trầm của các cuộc khủng hoảng tài chính, chiến tranh, thâu tóm sáp nhập hay cải tổ nội bộ để có thể phát triển và trở thành một trong những tập đoàn tài chính lớn nhất thế giới hiện nay. Và thật đáng ngạc nhiên khi HSBC chưa từng bị vỡ nợ, bị quốc hữu hóa hay bị thâu tóm trong suốt quá trình phát triển, một thành tích mà không có ngân hàng nào làm được. Và thậm chí người ta thường sờ tay vào những con sư tử đá trước cửa những chi nhánh của HSBC để có thể cầu may. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về HSBC, gã khổng lồ tài chính Anh chưa một lần vỡ nợ. Xuất phát điểm từ Hồng Kông. Thomas Sutherland sinh ngày 16 tháng 8 năm 1834 tại Aberdeen, Vương quốc Anh. Ông bắt đầu sự nghiệp của mình với vai trò văn thư tại văn phòng công ty vận tải P&O ở London. Sau đó không lâu thì ông được lãnh đạo công ty cất nhắc lên làm quản lý và điều sang Hồng Kông, lúc này còn là nhượng địa của Anh để quản lý hoạt động của các công ty ở vùng Á Đông. Năm 1863, Thomas Sutherland trở thành chủ tịch đầu tiên của hãng đóng tàu Hồng Kông and Whampoa. Tại thời điểm đó thì ông nhận ra nhu cầu rất lớn trong việc thành lập và duy trì các ngân hàng ở Hồng Kông và khu vực dọc theo bờ biển Trung Quốc. Do đó, ông đã tham gia thành lập The Hong Kong and Shanghai Banking Corporation Limited, viết tắt là HSBC, vào tháng 3 năm 1865 với trụ sở chính đặt tại Hồng Kông. Một tháng sau thì chi nhánh HSBC ra đời tại Thượng Hải, Sutherland trở thành phó chủ tịch đầu tiên của tập đoàn này. Trong suốt những năm cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, HSBC thành lập một mạng lưới chi nhánh chủ yếu ở Trung Quốc và Đông Nam Á, nhưng cũng có đại diện ở Ấn Độ, Nhật Bản, châu Âu và Bắc Mỹ. Là đơn vị tiên phong trong các hoạt động ngân hàng hiện đại, ngay từ đầu, tài chính thương mại là một thế mạnh của HSBC. Ngoài ra, ngân hàng này còn phát hành tiền giấy tại nhiều quốc gia trên khắp vùng Viễn Đông. Trong suốt Thế chiến II, HSBC buộc phải đóng cửa nhiều chi nhánh. Trụ sở chính tạm thời được chuyển đến London, nước Anh. Sau khi chiến tranh kết thúc, HSBC tiếp tục được mở rộng và đóng một vai trò vô cùng quan trọng trong việc tái thiết nền kinh tế Hồng Kông. Chiến lược mua bán và sáp nhập sau Thế chiến II. Những thay đổi về chính trị và kinh tế sau Chiến tranh Thế giới thứ hai buộc HSBC phải xem xét lại chiến lược của mình để có thể tiếp tục tăng trưởng trong những năm 1950. Ngân hàng đã đa dạng hóa việc kinh doanh và mở rộng thông qua chiến lược sáp nhập và liên doanh. Tuy nhiên, nó vẫn duy trì những thị trường trước đây và đóng vai trò quan trọng trong việc tái thiết Hồng Kông. Năm 1959, HSBC hoàn thành hai dự án mua lại quan trọng, đó là The British Bank of the Middle East, hiện nay là HSBC Bank Middle East, và The Mercantile Bank, The British Bank of the Middle East, bắt đầu hoạt động với tên gọi Imperial Bank of Persia vào năm 1889. Trong suốt những năm 1940-1950, nó đã mở rộng phạm vi hoạt động của mình và đi tiên phong trong ngành ngân hàng ở các nước vùng vịnh. Còn Mercantile Bank bắt đầu từ năm 1853 và trở thành một thương hiệu mạnh mẽ tại thị trường châu Á, Ấn Độ vào những năm 1950. Năm 1965, HSBC tiếp tục mua lại cổ phần kiểm soát tại Hang Seng Bank. Vào những năm 1970, chính sách mở rộng bằng cách mua lại những công ty con đã thực sự mang lại hiệu quả. Suốt những năm 1980, HSBC tập trung vào những thị trường mà mình chưa có đại diện. Hong Kong Bank of Canada, hiện nay là HSBC Bank Canada, được thành lập vào năm 1981, và Hong Kong Bank of Australia, hiện nay là HSBC Bank Australia Limited, được thành lập năm 1986. Đến những năm 1987, Marine Midland Bank, hiện nay là HSBC Bank USA, có trụ sở tại New York, đã trở thành thành viên thuộc sở hữu hoàn toàn của tập đoàn HSBC và là công ty con chính yếu của tập đoàn này tại Hoa Kỳ. Tiếp nối thành công đó, HSBC Holdings PLC, công ty mẹ của tập đoàn HSBC, được thành lập vào năm 1991 và cổ phiếu của nó được niêm yết trên cả hai sàn chứng khoán London và Hồng Kông. Những năm 1990 chứng kiến sự mở rộng và củng cố của hàng loạt các ngân hàng thuộc tập đoàn HSBC. Tại Hoa Kỳ, ngân hàng ngoại thương Wells Fargo HSBC được thành lập vào năm 1995, Banco HSBC Bamerindus SA. Công ty con mới của HSBC được thành lập ở Brazil năm 1997. Tại Argentina, việc mua lại Roberts Group, hiện nay là HSBC Bank Argentina SA, được hoàn thành. Năm 1999,
HSBC Holdings PLC đã ký một biên bản ghi nhớ với chính phủ Hàn Quốc về việc mua lại cổ phần kiểm soát của ngân hàng Seoul, một trong những ngân hàng thương mại lớn nhất ở Hàn Quốc. Tăng cường thâu tóm, mở rộng vị thế. Bước vào thập niên đầu tiên thế kỷ 21, HSBC tiếp tục mở rộng vị thế sang lục địa châu Âu. Tháng 4 năm 2000, HSBC mua lại Credit Commercial de France, một ngân hàng lớn của Pháp. Đến tháng 7 năm 2001, HSBC mua thêm Deme Bank, một ngân hàng Thổ Nhĩ Kỳ, đã mất khả năng thanh toán. Sau đó, vào tháng 8 năm 2002, HSBC thâu tóm luôn công ty Grupo Financiero Vital SADCV, ngân hàng bán lẻ lớn thứ ba của Mexico, với giá 1,1 tỷ đô la. Vào tháng 11 năm 2002, tập đoàn HSBC mở rộng hơn nữa vị thế của mình tại Hoa Kỳ. Dưới sự chủ trì của John Bond, họ đã chi 9 tỷ bảng Anh để mua lại tập đoàn tài chính Household HFC, một công ty phát hành thẻ tín dụng và cho vay dưới chuẩn của Mỹ. Trong một câu chuyện ngoài lề năm 2003, The Banker nhấn mạnh rằng khi các nhà sử học ngân hàng nhìn lại, họ có thể kết luận rằng thương vụ mua bán giữa HSBC và HFC là thỏa thuận lớn đầu tiên của thế kỷ 21 và dưới tên mới là HSBC Finance. HFC đã trở thành công ty cho vay dưới chuẩn lớn thứ hai tại Hoa Kỳ. Đến tháng 9 năm 2003, HSBC mua ngân hàng Credit Bank SA của Ba Lan với giá là 7,8 triệu đô la. Đặc biệt, vào tháng 6 năm 2004, HSBC mở rộng sang Trung Quốc khi mua lại 19,9% ngân hàng truyền thông Thượng Hải. Tại Vương quốc Anh, tập đoàn này mua lại Marks & Spencer Retail Financial Services Holdings Limited với giá là 763 triệu bảng vào tháng 12 năm 2004. Các thương vụ mua lại tiếp tục diễn ra vào năm 2005, bao gồm việc thâu tóm Madras Inc., công ty phát hành thẻ tín dụng Hoa Kỳ với giá 1,6 tỷ đô la và 70,1% cổ phần của ngân hàng đầu tư Dar es Salaam của Iraq. Tính đến tháng 4 năm 2006, HSBC đã hoàn thành việc mua lại 90 chi nhánh tại Cantina của Banca Nacional del Lavado với giá là 155 triệu đô la. Đồng thời, tập đoàn này cũng hoàn thành việc mua lại IL&FS Investment, một công ty môi giới bán lẻ Ấn Độ, vào tháng 5 năm 2008. Khủng hoảng trong quá trình bành trướng. Năm 2005, Bloomberg đã cáo buộc HSBC rửa tiền cho các đại lý ma túy và tài trợ cho khủng bố. Giám đốc điều hành khi đó của HSBC là Stephen Green đã giải thích rằng đây là một cuộc tấn công đơn lẻ và hoàn toàn vô trách nhiệm nhắm vào ngân hàng chúng tôi. Tuy nhiên, các cuộc điều tra sau đó đã chỉ ra rằng những cáo buộc trên là chính xác và chứng minh rằng ngân hàng có liên quan đến rửa tiền cho tổ chức Sinaloa Cartel, thậm chí là khắp Mexico. Năm 2007, HSBC đã phải cam kết nắm giữ chứng khoán thế chấp dưới chuẩn khoản tiền trị giá 10,5 tỷ đô. Sau đó thì HSBC trở thành ngân hàng lớn đầu tiên báo cáo các khoản lỗ do cuộc khủng hoảng thế chấp dưới chuẩn đang diễn ra. Đến tháng 3 năm 2009, HSBC tiếp tục vướng phải khó khăn khi tuyên bố sẽ đóng cửa mạng lưới chi nhánh của chi nhánh HSBC Finance tại Hoa Kỳ, dẫn đến hậu quả gần 6.000 người mất việc làm và chỉ để lại hoạt động kinh doanh thẻ tín dụng để tiếp tục hoạt động. Chủ tịch Stephen Green tuyên bố, HSBC luôn là đơn vị kinh doanh có uy tín, thế nhưng vì một số lý do nhất định, chúng tôi buộc phải thực hiện những chính sách có lợi cho tập đoàn. Cũng vào tháng 3 năm 2009, HSBC thông báo là họ đạt được 9,3 tỷ đô la lợi nhuận trong năm 2008 và sẽ dùng đến 12,5 tỷ bảng Anh để mua lại những ngân hàng khác đang trong quá trình vật lộn để tồn tại. Tuy nhiên, cũng chính quyết định này mà HSBC đã vô tình gây ra sự biến động trên thị trường chứng khoán Hồng Kông. Vào ngày 9 tháng 3 năm 2009, thì giá cổ phiếu HSBC đã giảm hơn 24% với 12 triệu cổ phiếu được bán ra trong những giây giao dịch cuối cùng của ngày. Bạn đang xem video trên kênh Người Thành Công, kênh mới của team Người Nổi Tiếng. Đừng quên hãy nhấn thích và chia sẻ video để ủng hộ nhóm nhé! Bê bối đeo đuổi. Vào ngày 11 tháng 5 năm 2011, giám đốc điều hành mới là Stuart Gulliver tuyên bố rằng HSBC sẽ tập trung lại chiến lược kinh doanh của mình và trì hoãn hoạt động trên quy mô lớn, đặc biệt là đối với lĩnh vực bán lẻ đã được lên kế hoạch. HSBC không còn nỗ lực để trở thành ngân hàng địa phương của thế giới vì chi phí liên quan đến việc này đang tăng lên quá cao, chạm tới mốc 3,5 tỷ đô la. CEO Stuart Gulliver đưa ra kế hoạch cắt giảm chi phí 3,5 tỷ đô la vào tháng 8 năm 2011. Khi đó, HSBC tuyên bố sẽ cắt giảm 25.000 việc làm và rời khỏi 20 quốc gia vào năm 2013. Bộ phận ngân hàng tiêu dùng của HSBC sẽ tập trung vào Vương quốc Anh, Hồng Kông, các thị trường tăng trưởng cao như Mexico, Singapore, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và các quốc gia nhỏ nhưng có thị phần hàng đầu.
Cũng trong thời gian này, để liên kết doanh nghiệp Hoa Kỳ với mạng lưới toàn cầu của HSBC, tập đoàn này đã đồng ý bán 195 chi nhánh tại New York và Connecticut cho tập đoàn tài chính Niagara. Đồng thời, HSBC cũng thoái vốn cho KeyCorp, ngân hàng cộng đồng giữa ngân hàng năm sau với số tiền khoảng 1 tỷ đô la và tuyên bố đóng cửa 13 chi nhánh ở New Jersey. Phần còn lại của mạng lưới Hoa Kỳ sẽ chỉ bằng một nửa chi nhánh trước khi thoái vốn. Mặc dù HSBC đã thực hiện những nỗ lực để vực dậy tập đoàn sau bê bối rửa tiền vào năm 2005, thế nhưng đến 2012, HSBC tiếp tục là đối tượng của các phiên điều trần của Tiểu ban Thường trực Thượng viện Hoa Kỳ để điều tra về những thiếu sót nghiêm trọng trong các hoạt động chống rửa tiền vào ngày 16 tháng 7. Theo đó, HSBC bị kết luận đã chuyển 7 tỷ đô la tiền giấy từ Mexico sang công ty con ở Mỹ, phần lớn liên quan đến buôn bán ma túy, liên kết tài trợ khủng bố và phá vỡ các biện pháp bảo vệ của Hoa Kỳ để chặn các giao dịch liên quan đến khủng bố, trùm ma túy và lừa đảo, bao gồm cả việc giấu 19,4 tỷ đô la trong các giao dịch với Iran. Ngày 11 tháng 12 năm 2012, HSBC đồng ý nộp khoản tiền phạt kỷ lục 1,92 tỷ đô la trong vụ rửa tiền này. Chưa dừng lại những bê bối trước đó, HSBC tiếp tục dính líu tới những cáo buộc khác khi đến tháng 2 năm 2015, Hiệp hội Nhà báo Điều tra Quốc tế đã công bố thông tin về hoạt động kinh doanh của HSBC dưới tiêu đề SwissLeaks dựa trên hồ sơ tài khoản HSBC đã bị hack năm 2007. Theo đó, ICIJ cáo buộc rằng ngân hàng thu lợi từ việc làm ăn với các chính trị gia tham nhũng, độc tài, trốn thuế, buôn bán kim cương máu, buôn bán vũ khí và các khách hàng khác. Đến năm 2016, HSBC nhiều lần liên quan đến cuộc điều tra Panama Papers. Nhiều người Citi đã tức giận khi tài khoản của họ bị đánh giá là có rủi ro cao và đã bị đóng băng. Chưa dừng lại tại đó, HSBC được liệt kê là một trong 17 ngân hàng ở Anh phải đối mặt với những cáo buộc về việc từ chối chuyển tiền một cách đáng ngờ. Tuy nhiên, HSBC đã tuyên bố rằng họ làm vậy để chống lại tội phạm tài chính. Khẳng định vị thế ông lớn tài chính ngân hàng. Mặc dù đã trải qua nhiều bê bối, thế nhưng vị trí của tập đoàn HSBC trên bản đồ tài chính thế giới là không thể bàn cãi. Hiện nay, HSBC có trụ sở chính đặt tại thủ đô London, Vương quốc Anh, toàn hệ thống hiện diện trên 87 quốc gia, với mạng lưới hơn 7.500 phòng giao dịch. Tính đến tháng 12 năm 2010, tổng giá trị tài sản của cả tập đoàn đạt gần 2.500 tỷ đô. Con số này hiện nay tăng lên rất nhiều và chưa có một số liệu nào thống kê cụ thể. Với nguồn tài chính vững mạnh của mình, HSBC đang là một trong những đế chế tài chính hùng mạnh nhất trên thế giới, có vai trò đặc biệt quan trọng đối với nền tài chính châu Âu và một số nước khu vực châu Á và Trung Đông. Có mặt ở rất nhiều quốc gia trên thế giới, HSBC gặt hái được nhiều thành công nhờ có định hướng hoạt động ngay từ đầu, ngân hàng toàn cầu, am hiểu địa phương. Từ những ngày mới thành lập, HSBC đã bắt đầu mở rộng hệ thống chi nhánh, đa dạng các dịch vụ cung cấp cho khách hàng. Không chỉ trong lĩnh vực ngân hàng, tài trợ thương mại cũng là một lĩnh vực mà HSBC chú trọng để đầu tư. Tại Việt Nam, HSBC mở văn phòng đầu tiên tại Thành phố Hồ Chí Minh vào năm 1970. Tuy nhiên, đến tháng 8 1995, chi nhánh ngân hàng tại Thành phố Hồ Chí Minh mới được cấp phép đi vào hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam. Lúc này, hoạt động của ngân hàng vẫn chủ yếu ở khu vực các tỉnh phía Nam. 10 năm sau, đến năm 2005, HSBC chính thức khai trương chi nhánh tiếp theo tại Hà Nội, chính thức mở rộng phạm vi sang cả miền Bắc. Cũng trong năm này, chi nhánh Cần Thơ được đưa vào hoạt động. Ngày 1 tháng 1 năm 2009, HSBC Việt Nam chính thức được thành lập, là ngân hàng con đầu tiên của tập đoàn nước ngoài, cũng là ngân hàng 100% vốn nước ngoài đầu tiên mở cả hệ thống phòng giao dịch và chi nhánh tại Việt Nam. Tới đến nay, HSBC đã hoạt động tại thị trường tài chính Việt Nam tròn 50 năm, ngày càng chứng tỏ được vị thế là ngân hàng nước ngoài số 1, cung cấp đầy đủ những dịch vụ tài chính cho khách hàng cá nhân và doanh nghiệp. Cảm ơn bạn đã xem video trên kênh Người Thành Công. Đừng quên lại nhấn nút đăng ký và xem thêm những video mới để ủng hộ nhóm nhé!